Xin xác nhận là các nhân viên bảo vệ không ngần ngại vất lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vào sọt rác. Chúng tôi xin mượn định và một lần nữa gửi đến quý vị những hình ảnh đã xảy ra, không hề được ráp nối, thêm bớt. Vì khoảng cách và những tiếng ồn ào lúc đó, chúng tôi đã không nghe được cô Michelle Phương Thảo đã nói gì, ngoại trừ tiếng một người dân đã thốt lên đằng sau ống kính: "Quý vị đừng đưa cờ cho nó nữa, nó bỏ thùng rác kìa." Quý vị đừng đưa cờ cho nó nữa, nó bỏ thùng rác kìa. Nên chúng tôi hy vọng bản đính chính này đã phân tích rõ ràng sự việc để tránh những sự hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Một ngày qua ống kính với SBTN.